Anh cảm ơn em mối tình gì, thời gian ngơ ngàn hòa lấp đi, tưởng như vẫn còn tuổi xuân thì ngạt ngào hương tiên ly. Tay đã trao tay phút đầu tiên, ta đã trao nhau nỗi niềm riêng. Giọt nước mắt nào nhỏ tiếng ai, niềm thương xót nào đã đòi hỏi từ trời cao rơi xuống. Anh yêu em, yêu em như dòng xưa dạt dào. Từ giây phút đầu nghiêng nghiêng cuối chào, anh yêu em như yêu dòng nhàn thời gian. Mong tình cảm dạt dào đừng tan. Cho đến trăm năm vẫn còn say, đến trăm năm không rời tay. Sợi dây vô hình cột chúng ta, tình yêu vững bền sẽ mãi là, và nghìn năm không xóa nhòa. Cảm ơn quý vị vừa thưởng thức tuyệt phẩm Anh Cảm Ơn Em, hay còn gọi là bài không tên số 28 của Vũ Thành An. Hôm nay là ngày thứ 6, 10 Tây tháng 7 năm 2020, COVID-19. Thank you and goodbye.